cái việc tốt, ổn định cả vật chất lên cho những người đang khó khăn ngoài kia, để người ta được đầy đủ hơn, được trọn vẹn hơn. Mà cái Tết gần đến nơi rồi, có thể tôi cái Tết đấy tôi ấm no, nhưng còn nhiều người bên cạnh người ta còn khó khăn hết lắm. Thì chắc có lẽ tôi cũng muốn lấy một cái sức nào đó của tôi để làm cho cái xã hội nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Thì mong mọi người ủng hộ tôi. Còn những cái gì tôi nói ra tôi sẽ làm, và những gì tôi làm nó sẽ là thật. Đó là cảm ơn mọi người. Cũng chúc mọi người một buổi chiều thật là an lành nhất. Còn đây là cái phòng của tôi, và tôi hiện tại tôi vẫn đang ở một mình ở đây. Cũng như tôi nói, tôi chỉ cần cái tình cảm thôi. Tôi thiếu mỗi tình cảm thôi. Cái tình cảm đó là tôi muốn chia sẻ cùng mọi người. Cũng mong sao qua cái lời nói hôm nay, những cái người mà đang tôi có video hài cho anh em xem, đồ xấu đấy, nhằm chia rẽ đấy, nhằm giật dây đấy, thì hãy về nhà vắt tay lên trán, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại đi. Là thằng đàn ông thì đối diện đi, tới đi, chứ đừng ở nhà rồi suy nghĩ những cái chuyện xấu, suy nghĩ những cái chuyện tiểu nhân để gây ảnh hưởng đến người khác ấy. Thì lên cân nhắc lại, vì ai cũng có gia đình, ai cũng phải có công việc, ai cũng phải làm ăn. Chứ đừng tưởng mình vào hùa mà sau này mình được lợi đâu, không có đâu. Xảy ra thì chúng mày nằm xuống, không ai bên mày đâu, và cũng không ai giúp gì gia đình mày đâu. Thì chúng mày hãy lên là chúng mày đi. Đó là tao nói thật. Còn hôm nay ấy, thì nếu như trong sau cái buổi này ấy, mà mình có, tôi có những cái lời nói gì đó chưa được thấu đáo, thì mong anh chị em cùng mọi người cũng bỏ qua cho tôi. Vì ở đây không phải là tôi bức xúc cho tôi, bản thân tôi, mà tôi đang bức xúc cho những cái người ở xung quanh tôi này, những người công dân lương thiện này này, và những người ta đàng hoàng này, và người ta đã đang vì cái chuyện riêng cá nhân của tôi mà phải chịu ảnh hưởng. Thì cái điều đó là cái điều tôi đang rất là buồn, mà rất là trăn trở. Còn thà cái chuyện của tôi đi, tới đi, thì với tôi nó là một là nụ cười chứ không phải là nỗi buồn. Nhưng đây ấy, nó không phải là nụ cười mà là nỗi buồn cho những cái việc làm mà nó không đúng, không chính đáng của những kẻ xấu bây giờ đấy. Thì tôi cũng chỉ mong sao mọi người thông cảm cho tôi, và hãy đón nhận con người của tôi, tính cách của tôi, thế là đủ rồi. Cảm ơn mọi người. Vỗ tay. Chúc lời cuối cùng, chúc cho tất cả. Thôi nhá, bởi nói như này anh em dễ hiểu nhá. Đấy thì anh Nhạn anh kêu gọi là từ thiện. Đấy, coi như là giúp anh nghĩ lại về vật chất này, và giúp là về cả tinh thần. Thì theo tôi được biết là về những cái vụ từ thiện của anh Nhạn tuyên bố hùng hồn ở trên mạng là ủng hộ mỗi người 5 triệu hộ nhà nghèo, là cũng chưa có video nào cả. Là cũng tiếp tục 10 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 10 con xe máy, cũng chưa có một cái video nào cả. Đấy là hiện giờ là anh Nhạn đang kêu gọi anh em làm từ thiện, là giúp đỡ anh ấy, chung tay với cả anh ấy. Thế tí là tôi sẽ có cái video như thế. Còn tôi sẽ làm một cái video riêng luôn là để nói với anh Nhạn là như thế này này. Là anh Nhạn kêu gọi để ủng hộ anh Nhạn để có một cái Tết ấm lo. Thì tiện nay tối nay tôi sẽ kêu gọi thằng Đạt quay xe, là đến anh Nhạn là xác minh là xem anh Nhạn tình hình là hộ nhà có như thế nào không, để cho Đạt quay xe đến hỗ trợ cho anh Nhạn, để giúp đỡ anh Nhạn có một cái Tết ấm lo nhất, được chưa? Thì anh hôm nay chính thức là anh Nhạn anh đã lên kêu gọi rồi, kêu gọi anh em ủng hộ rồi, tinh thần và cả vật chất rồi, để anh đi làm từ thiện rồi anh em nhá. Còn nếu mà anh Nhạn nghe đây này, này em nói nghe này
Thứ nhất là nếu mình đã không có tiền rồi thì thôi, mình không lên môi mõm trên này làm gì cả. Mình đừng lên đấy. Không lên đây hứa xuông làm gì cả. Không có tiền thì thôi, mình an phận đi. Đừng có lên đây gọi là làm khoe mẽ vậy, đi từ thiện cho người này người kia cho làm cái gì. Xong bây giờ lại tự nhiên lên này để bảo anh em ủng hộ cả vật chất với cả tinh thần để đi làm từ thiện như này thì nó mất hay. Anh Nhạn là không lên kêu gọi như thế. Anh Nhạn nhá.